Xin chào các em, chúng ta sang bài mẫu số ID là 027. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán dùng quặng sắt tác dụng HNO3. Để xử lý tốt loại toán này, chúng ta phải thành thạo cho thầy các phương pháp giải cơ bản mà thầy thống kê ở đây. Gồm có quy đổi nguyên tố này, bảo toàn E, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích, đổi E lấy điện tích. Tùy từng bài tập mà các em áp dụng linh hoạt phương pháp này để xử lý làm sao cho kết quả hiệu quả nhất. Ví dụ vào bài toán này thầy có như sau. Vì thầy có hai chất, do đó thầy không cần quy đổi mà giữ nguyên. Đó, đây là linh hoạt là như vậy. Đây là sơ đồ khi tác dụng HNO3. Hai khí bay ra chắc chắn là có khí CO2 rồi. Khí thứ hai là khí NO2. Dựa vào thông tin tổng mol, thông tin mờ trung bình các em tìm ra được hai số mol tương ứng. Đề thi này yêu cầu các em tìm giá trị của M, tức là ban đầu này. Thì các em phải tìm được X và Y. Như vậy thầy có hệ phương trình như sau. Phương trình thứ nhất là bảo toàn nguyên tố carbon thì có Y bằng 0,06. Đây, Y bằng 0,06. Phương trình thứ hai là bảo toàn E. Fe3O4 cho 1E. FeCO3 lên dương 3 cho 1E. Như vậy số E cho là X cộng Y. Số E nhận của thầy là chỉ có NO2 nhận bằng 0,09 nhân 1. Giải hệ tìm X bằng 0,03 và Y bằng 0,06. Giá trị của M thay vào, thay X, Y vào. Thầy có M sẽ bằng là 13,92 gram. Đáp án thầy gọi là C. Ok.